Bị cổ động viên Thái Lan yêu cầu từ chức, huấn luyện viên Mano Poking đang đàn thách thức sau trận thua sốc của tuyển Thái Lan trước Malaysia tại King Cup. Huấn luyện viên Mano Poking lên tiếng xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm, nhưng giới cổ động viên nước này đang quyết liệt yêu cầu nhà cầm quân này từ chức. Không chỉ với huấn luyện viên Mano Poking, giới cổ động viên Thái Lan còn phản ứng rất dữ dội trên các trang mạng xã hội. Khi cho rằng liên đoàn bóng đá nước này phép đã điều hành kém cỏi và cũng đòi ông chủ tịch Somio Pumpanmong từ chức. Giới cổ động viên Thái Lan quá thất vọng vì những hứa hẹn của huấn luyện viên Mano Poking và phép cùng ông Somio Pumpanmong. Khi luôn hô hào đưa voi chiến tiến đến đẳng cấp châu Á, đội trẻ dự Olympic và hướng đến World Cup. Nhưng thực tế, bóng đá Thái Lan đang thua suốt toàn diện trước các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Việc tiến lên đẳng cấp châu lục chỉ là những lời nói suông và sáo rỗng, tờ CM Sport tường thuật lại từ các bình luận của cổ động viên trên mạng xã hội. Từ đầu năm 2022 đến nay, các đội trẻ của Thái Lan từ lứa U16 đến U23 đều gây thất vọng ở các giải khu vực và châu Á. Còn đội tuyển chỉ được dự vòng chung kết Asian Cup 2023 bằng vé vất với suất áp chót một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ ba. Ở vòng loại này hồi tháng 6, tuyển Thái Lan chỉ thắng được các đội quá yếu như Mandiver và Sri Lanka trong khi thua hoàn toàn trước Uzbekistan tỷ số 0-2, khi đó, giới cổ động viên Thái Lan đã chỉ trích dữ dội đội nhà. Phát ông chủ tịch Somio Pumpanmong lẫn huấn luyện viên Mano Poking. Mặc dù vậy, tiếp tục đã có những hứa hẹn từ những người có trách nhiệm này. Rằng ở đợt thi đấu FIFA đây trong tháng 9 này tại giải kinh cấp, voi chiến sẽ có sự thay đổi và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ để cải thiện thứ hạng FIFA hướng đến AFF Cup cuối năm và chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Thế nhưng, ngay trận ra quân tuyển Thái Lan với thành phần hùng hậu nhất. Với cả hai ngôi sao từ Nhật Bản trở về là Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat đã nhận thất bại choáng váng trước đối thủ duyên nợ trong khu vực là Malaysia tỷ số 3, năm sau loạt sút luân lưu. Hòa 1-1 một, một, trong giờ thi đấu chính, với tuyển Thái Lan gỡ hòa ở phút 90 cộng sau trận đấu. Huấn luyện viên Mano Poking đã nói lời xin lỗi, nhưng đến nay giới cổ động viên Thái Lan vẫn chỉ trích dữ dội. Trước sức ép quá lớn, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil đã đăng đàn viết tâm thư trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram. Một phần tiếp tục giải thích nguyên nhân trận thua Malaysia như đã nói, vì voi chiến có một hiệp một chơi dưới sức và Chanathip Songkrasin rời sân sớm. Hay đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng cũng đã lấy lại sức mạnh trong hiệp 2 để gỡ hòa phút bù giờ và chỉ thua sau loạt sút luân lưu may rủi. Mặt khác, huấn luyện viên Mano Poking cũng có phần thách thức giới cổ động viên Thái Lan khi cho rằng: Các bạn đã phán xét tôi chỉ sau một hiệp của một trận đấu. Ok, bây giờ làm gì nào? Các bạn muốn tôi từ chức hoặc bỏ qua toàn bộ các thành tích trước đây mà chúng tôi từng chơi rất tốt. Thật khó hiểu, chỉ sau một hiệp đấu nhưng mọi người muốn làm rối tung lên. Đây là bóng đá và đôi khi mọi sự cố đều có thể xảy ra. Tôi đã từng sử dụng Chrisada Kamen ở vị trí trung vệ, và anh ta cũng chơi vị trí này ở câu lạc bộ Chonburi. Anh ta đang chơi tốt, tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều tiền vệ xuất sắc, và tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi chịu mọi trách nhiệm khi đội nhà thua trận, và sẽ cố gắng tối đa trong trận tiếp theo để giành lại chiến thắng. Tôi yêu công việc của mình hiện nay, và sẽ tiếp tục cống hiến với mọi khả năng để giúp tuyển Thái Lan giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Hy vọng gặp lại các bạn vào chủ nhật này, trận tranh hạng 3 giải kinh cấp gặp Trinidad phẩy chấm 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 cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ new đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.